chào mọi người. Đến giờ này là 6 giờ rồi đó mà Phú Đại Gia chưa ra luôn. Ác nghĩ là nếu mà giờ này ra này thì ác ngưng thu rồi phát để cho mọi người nghe, rồi ác dịch Phú Đại Gia, rồi khoảng 9 giờ ác dịch xong là phát là thu. Nhưng mà bây giờ chưa ra, thôi để mai. Hy vọng ngày mai người ta ra, tác giả ra double 2 tập luôn. Sắp kỳ tác giả này kỳ. Cao Thủ Chân Tu không ra luôn. Hôm nay chờ sát ván với Tiên Đế Độc Sinh với Huyền Thoại Chính Thành luôn. Tiên Đế Độc Sinh tập 255. Ai nói tôi sẽ ngăn cản linh khí thức tỉnh chứ? Khuê Long cười nói, tôi đã trở mặt với Viêm Lâm Tiên Đế rồi, chắc hẳn ông ta cũng đã biết tôi phản bội. Bây giờ Viêm Lâm Tiên Đế không có cách nào tiến vào trái đất. Thậm chí ngay cả khế ước chủ tớ mà tôi ký kết với ông ta cũng đã mất hiệu quả sau khi tới trái đất. Chỉ có ẩn náu ở trái đất, tôi mới có thể giữ được tính mạng từ từ phát triển. Khuê Long tiếp tục nói, mà nếu tôi đã muốn trở nên mạnh hơn, linh khí thức tỉnh là thứ không thể thiếu được. Chỉ có như vậy, sau này tôi mới có thực lực chống lại Viêm Lâm Tiên Đế. Tôn công tử, mục đích của chúng ta là giống nhau, cũng muốn thúc giục linh khí thức tỉnh, tại sao không thể hợp tác chứ? Anh nói cũng có lý. Tôi thường gật đầu một cái, sau đó lại nói, nhưng mà theo tôi biết, có một điều anh nói sai rồi. Linh khí thức tỉnh sẽ bắt đầu vào tối mai, đến lúc đó, Viêm Lâm Tiên Đế sẽ đến trái đất. Sợ rằng nguyện vọng của anh sẽ trở nên vô ích rồi. Anh phản bội Viêm Lâm Tiên Đế, chờ Viêm Lâm Tiên Đế đến trái đất, chắc hẳn đó sẽ là ngày chết của anh. Tôn Thông lạnh nhạt nói ra, sợ rằng anh còn không có cả cơ hội để trưởng thành. Đây chính là lý do tôi muốn hợp tác với Tô công tử. Khuê Long nhếch khóe miệng lên, nở một cười giễu cợt, nói tiếp, thật ra thì tôi đã sớm biết phương pháp đến trái đất của Viêm Lâm Tiên Đế. Chỉ cần kiểm soát hợp lý, Viêm Lâm Tiên Đế căn bản không có cách nào đến được trái đất. Khuê Long tiếp tục nói, trận pháp tự nhiên bảo vệ vòng ngoài trái đất cũng không phải là vô dụng. Hơn nữa, mấy trăm năm gần đây lại càng lúc càng mạnh hơn. Viêm Lâm Tiên Đế chỉ dùng sức mạnh của bản thân thì sẽ không có cách nào đến đây được. Cho dù áp chế cảnh giới cũng không làm được. Cho nên ông ta mới lập ra một kế hoạch, đó là giấu một phần lực lượng tinh huyết và một số hồn phách của mình ở trong cơ thể Phong Khai Thiếu Gia. Khuê Long thật thà nói, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp để người ta xóa sổ Phong Khai Thiếu Gia, Viêm Lâm Tiên Đế sẽ hạ xuống một số hồn phách nữa để dung hợp với hồn phách trong cơ thể Phong Khai Thiếu Gia, mượn xác sống lại mà vẫn có thực lực đế cảnh. Mà lực lượng tinh huyết ẩn giấu trong cơ thể Phong Khai Thiếu Gia hoàn toàn có thể chịu đựng được lực lượng của đế cảnh, sẽ không xuất hiện hiện tượng nổ tung bạch chốt. Như vậy Viêm Lâm Tiên Đế sẽ có thể lấy thực lực đế cảnh tung hoành ở trái đất. Khuê Long cho rằng Tô Thương không biết chuyện này, liền nói tiếp, dĩ nhiên vô căn cứ hạ xuống một số hồn phách cũng không phải là việc dễ dàng với Viêm Lâm Tiên Đế, sẽ bị trận pháp bảo vệ trái đất chặn lại. Nhưng lúc linh khí thức tỉnh, trận pháp bảo vệ trái đất sẽ yếu bớt đi, đến lúc đó ông ta sẽ có thể làm như vậy. Khuê Long tiếp tục nói, lần này trong số 10 cường giả hạ xuống trái đất có một người tên là Thanh Hải, anh ta ẩn giấu cảnh giới, bây giờ vẫn có thể giữ được thực lực hóa thần. Căn cứ theo sự sắp xếp của Viêm Lâm Tiên Đế, Thanh Hải sẽ xóa bỏ Phong Khai Thiếu Gia vào lúc linh khí thức tỉnh, sau đó Viêm Lâm Tiên Đế hạ hồn phách xuống, mượn xác sống lại làm chủ tất cả. Khuê Long cười nói, chỉ cần chúng ta xóa sổ Thanh Hải trước rồi lại khống chế Phong Khai Thiếu Gia, Viêm Lâm Tiên Đế sẽ không thể làm gì được. Tôi thường nghe thấy vậy thì rơi vào trầm tư, anh đang suy nghĩ rốt cục Khuê Long có ý gì. Dĩ nhiên anh biết lời Khuê Long nói đều là sự thật, chẳng qua là đang suy đoán Khuê Long có thực sự muốn hợp tác hay không. Tôi công tử, anh không tin lời tôi nói sao? Khuê Long thấy vậy cho rằng Tô Thương đang nghi ngờ, liền lập lời thề, Khuê Long tôi lấy linh hồn để thề, từng câu tôi nói đều là sự thật, tôi tin. Tô Thương lạnh nhạt nói, Sách Thần Nguyệt đã nói cho tôi biết chuyện này trước rồi. Ha ha. Khuê Long dừng lại một chút sau đó nói, suýt chút nữa thì tôi quên mất Tô công tử đã nhốt Sách Thần Nguyệt, sớm biết như vậy thì tôi không cần tốn công sức nói ra. Nếu Tô công tử biết tôi không nói dối, vậy không bằng chúng ta lập kế hoạch trước xem làm thế nào để xóa sổ Thanh Hải. Khuê Long nói tiếp, không cần đâu, Thanh Hải đã chết rồi. Tôi thường không giấu giếm, chỉ vì ra vẻ mình cao thâm khó lường nên lại bổ sung một câu, là tôi giết. Cái gì?
Khuê Long hơi giật mình, rất hứng thú quan sát Tô Thương, khẽ cười. Thanh Hải duy trì thực lực ở cảnh giới hóa thần, không ngờ là chết trong tay Tô Công Tử. Tô Công Tử thật lợi hại đó. Chỉ thuận tay mà thôi. Tô Thương bình thản nói, chỉ là vì sao anh không muốn xóa bỏ Phong Khê Thứ Gia mà lại muốn giết Thanh Hải chứ? Bây giờ còn chưa đến lúc linh khí thức tỉnh, nếu như Phong Khê Thứ Gia chết đi thì Viêm Linh Tiên Đế sẽ không có cách nào hạ hồn phách xuống để dung hợp với hồn phách trong cơ thể Phong Khê Thứ Gia. Chẳng phải kế hoạch đó sẽ đổ sông đổ bể sao? Không thể. Khuê Long lắc đầu một cái, rất kiên kỵ nói ra, Phong Khê Thứ Gia không thể chết được. Lực lượng tinh huyết mà Viêm Linh Tiên Đế để lại trong cơ thể anh ta vô cùng kinh khủng. Nếu Phong Khê Thứ Gia chết đi, một tàn hồn kia của Phong Viêm Linh Tiên Đế sẽ nắm thân xác của Phong Khê Thứ Gia trong tay. Mặc dù không có cách nào bộc phát ra thực lực đế cảnh, nhưng cũng không thể khinh thường. Sợ rằng lấy sức mạnh của chúng ta bây giờ vẫn không có cách nào ngăn được. Khuê Long nghiêm túc nói. Thì đã là vậy. Tô Thương âm thầm vui mừng. May mà ngày đó không giết Phong Khê Thiếu Gia, nếu không sẽ tạo ra hậu quả không thể cứu vãn. Phong Khê Thiếu Gia này đúng là một quả bom nguyên tử di động. Nếu xóa bỏ anh ta thì chẳng khác nào kích nổ bom nguyên tử. Tô Công Tử, tôi đã nói hết những gì mình biết cho anh rồi, cũng đủ để chứng minh thành ý của tôi. Khuê Long thẳng thắn cười nói, chỉ cần hai người chúng ta có thể hợp tác mở linh khí thức tỉnh, không lâu sau thì chúng ta sẽ có thể ngang nhiên tung hoành trên trái đất. Để tôi suy nghĩ một chút đã. Tô Thương không lập tức đồng ý mà tò mò hỏi, có một việc tôi nghĩ không ra. Rõ ràng mấy ngày trước anh bị đánh thương nặng, thậm chí còn vứt bỏ nửa đoạn thân rồng, tại sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi anh không chỉ khôi phục mà cảnh giới lại tăng lên độ kiếp đỉnh phong chứ? Khuê Long sảng khoái cười nói, nếu đã phải hợp tác, nói cho anh biết chuyện này cũng không sao. Tôi vốn là thiếu tộc chủ của Long tộc, vốn là đồng loại với Viêm Nam Tiên Đế, nhưng Viêm Nam Tiên Đế lại vô cùng ngang ngược, vô số năm trước đã từng gây ra tai họa ngập trời, bị trục xuất ra khỏi Long tộc. Khuê Long nói tiếp, ai ngờ sau chuyện này Viêm Nam Tiên Đế lại không ngừng có kỳ ngộ, trở thành đế cảnh, thậm chí còn là cường giả đứng đầu trong số các đế cảnh, rất ít có các đối thủ ở dưới bầu trời. Sau khi Viêm Linh Tiên Đế trở nên mạnh mẽ, đã bắt đầu trả thù Long tộc, bắt Long tộc thành nô bộc. Khuê Long cánh rằng cánh lợi đối đạt, vì để chà đẹp sự tôn nghiêm của Long tộc mà ông ta đã bắt tôi làm tùy tùng, ép tôi ký kết khế ước linh hồn với ông ta, làm tôi sống không bằng chết, mà tôi thì vẫn luôn nhẫn nhịn khom lưng quỳ gối lấy lòng ông ta. Cuối cùng Viêm Nam Tiên Đế mới thiếu cảnh giác cho phép tôi đi tới trái đất. Khuê Long cắn răng nói, đây là cơ hội duy nhất để tôi thoát khỏi ông ta, đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua. Mặc dù Long tộc xa suốt, nhưng vô số năm trước Long tộc từng huy hoàng vạn năm, căn cơ thâm sâu, tôi lại là thiếu tộc chủ của Long tộc, đương nhiên sẽ có con át chủ bài. Khuê Long khẽ cười, tôi có thân thể sau khi tọa hóa của tiền bối đế cảnh trong Long tộc, mặc dù không có chuyện bị chém đứt thân xác ở đối thủ phong, tôi cũng sẽ tự chặt đứt dung hợp thân thể của tiền bối đế cảnh. Chính là bởi vì thân thể của tiền bối đế cảnh, tôi mới có thể khỏi bệnh, đặt chân đến độ kiếp đỉnh phong. Khuê Long nói tiếp, chỉ là vì tôi muốn đến kịp lúc linh khí thức tỉnh, xuất quan hơi vội vàng, nếu không cho tôi thêm một chút thời gian nữa, thậm chí tôi có thể đặt chân đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Tô Công Tử, chỉ sợ bây giờ anh là người có thực lực mạnh nhất ở trái đất đi, chỉ cần tôi đặt chân đến chuẩn tiên đế, còn có ai là đối thủ của tôi nữa? Khuê Long tự tin cười nói, cho nên hãy hợp tác với tôi, Tô Công Tử, anh sẽ không lỗ đâu. Chuẩn tiên đế sao? Vô địch sao? Anh đang nói gì vậy chứ? Trong lòng Tô Thương rất khinh bỉ, biết Khuê Long coi thường trái đất, xem ra anh ta cũng không biết tình huống trên trái đất. Chưa nói đến Kinh Kha, đại lão Bạch Khởi mặc âu phục kia mà ra tay một cái là đã có thể cho anh ta một trận tơi tả rồi. Chẳng qua, nếu Khuê Long đã tìm tới cửa, mặc dù Tô Thương có cách để chạy trốn, nhưng đối phương không có ác ý, anh cảm thấy cũng không cần phải trở mặt. Dẫu sao linh khí thức tỉnh sắp bắt đầu, vẫn nên giảm bớt tranh chấp thì hơn. Linh khí thức tỉnh quan trọng hơn tất cả. Khuê Long, nếu anh đã mạnh như vậy, tại sao còn muốn hợp tác với tôi? Lúc này Tô Thương hỏi tiếp, đúng như lời anh đã nói, anh là vô địch, thậm chí anh chỉ cần nhấc tay lên là có thể xóa sổ được tôi, nhưng bây giờ lại chạy đến nói muốn hợp tác với tôi. Tôi không thể nghĩ ra được tại sao anh lại làm như vậy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Khuê Long cười cười, tôi cần trợ thủ mà các phương diện của cậu cũng không tệ, thực lực cũng khá ổn, cậu xứng đáng làm trợ thủ của tôi. Nhưng tôi thấy ra, cậu yên tâm, tôi sẽ không khoan dung mà ràng buộc cậu đâu,
giữa chúng ta hợp tác là bình đẳng. Khuê Long chân thành nói, mục tiêu của tôi là Viêm Lâm Tiên Đế. Đây tất nhiên là mục tiêu dài hạn. Trong thời gian ngắn thì tôi cũng không có năng lực để giết hại cậu ta. Cậu và Viêm Lâm Tiên Đế có mối thù thâm sâu đại hận. Mục tiêu của chúng ta là giống nhau. Tôi không dám trèo cao đâu. Tôi thân cười cười nói ra, anh vừa mới nói, thậm chí anh có thể dễ dàng đặt chân đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Tôi không có tài cán gì, sao có thể hợp tác cùng anh có lợi được chứ? Khuê Long chăm chú nhìn tôi thương, để lộ ra một nụ cười, sau đó nói với giọng đầy đầy ẩn ý. Tôi thiếu gia, cậu nói ra câu này là không đủ chân thành rồi đó. Theo tôi được biết, cậu có thể khống chế tháp hư không, mà tháp hư không là đế khí có huyền thiên tiên đế. Thân phận của cậu có cần tôi phải nói rõ hay sao? Hả? Tôi thường khẽ nhíu mày, anh cũng biết rồi sao? Đương nhiên rồi. Khuê Long cười nói, tôi thiếu gia, kiếp trước sở dĩ cậu bị nhốt trong cửu u địa ngục là do Viêm Lâm Tiên Đế hại. Tuy sau này không biết đã xảy ra chuyện gì, sao cậu lại xuất hiện ở trái đất, nhưng nói tóm lại, Viêm Lâm Tiên Đế đã từng bày mưu hãm hại cậu, cậu cũng vì thế mà phải đánh đổi. Tôi tin trong lòng cậu cũng hận Viêm Lâm Tiên Đế đến tận xương tủy. Nếu đã vậy, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Khuê Long nói nghiêm túc, chỉ cần chúng ta liên kết với nhau thật mạnh mẽ, cùng nhau dùng tài nguyên trái đất, sớm sẽ có một ngày chắc chắn có thể giết chết được Viêm Lâm Tiên Đế. Ngài thấy Quỳ Long nói như vậy, Tô Thương lại trầm mặc một lần nữa, không hề tỏ thái độ ngay tức khắc. Thế nhưng trong lòng Tô Thương đã có quyết định, cứ giả vờ đồng ý trước, cho dù tên Quỳ Long này có tính toán gì đi chăng nữa thì cũng không đáng sợ. Dù gì thì cảnh giới chuẩn tiên đế của trái đất không chỉ có một người có thể hoàn toàn bắt chẹt được Quỳ Long. Chỉ là nếu Quỳ Long đã chủ động đề nghị hợp tác, Tô Thương đương nhiên sẽ không đồng ý một cách thoải mái như vậy. Phải kỳ kèo lôi kéo một chút để xem có thể đạt được cái gì tốt nữa hay không. Tôi thử ra, cậu lo lắng cái gì hay sao? Lúc này Quê Long hỏi dò, đương nhiên là có lo lắng rồi. Tôi thường nói thẳng mà không kiêng dè. Lai lịch của tôi đã bị anh vạch trần hết sạch rồi. Bây giờ tôi chỉ là cảnh giới nguyên anh mà thôi, còn cách quá xa so với thực lực của anh. Nếu như trong quá trình hợp tác, anh đâm tôi một dao sau lưng, hoặc là dứt khoát không đâm sau lưng mà lập tức trở mặt thành không quen biết, thì tôi biết tìm ai để nói rõ lý lẽ đây. Tôi thiếu gia suy nghĩ nhiều rồi. Tôi có thể thề Viêm Lâm Tiên Đế chưa bị giết. Nếu tôi làm hại đến cậu thì tôi chết cũng không yên. Khuê Long trực tiếp thề. Được. Tôi thường nghe thấy vậy, gật đầu hài lòng. Hợp tác thì hợp tác, vậy thì sau này tôi sẽ gọi anh là anh Long nhé. Hai chúng ta chân thành hợp tác với nhau, cùng nhau tiến bộ, thì Long Viêm Tiên Đế là cái thái gì chứ? Cậu nói rất đúng. Khuê Long cười sảng khoái, sau đó khiêm tôi nói, nhưng tôi thứ gia, anh Long xấu hổ, không dám nhận đâu ra. Cậu từng là huyền thiên tiên đế, lại gọi tôi là anh Long, tôi hay già, đã từng trải qua biến cố, thì những chuyện như thế này là bình thường thôi. Ngày trước huy hoàng thế nào đi chăng nữa, thì cũng không có tác dụng gì cả. Chuyện của quá khứ, đừng nên nhắc lại nữa. Tôi thường thở dài một hơi, rồi lại cười nói ra, bây giờ thực lực của anh còn mạnh hơn tôi gọi anh là anh Long, là điều đương nhiên mà. Vậy tôi mà từ chối là không phải phép rồi. Quê Long vui vẻ đồng ý. Như vậy mới đúng chứ. Tôi thân cười cười, vội nói tiếp. Đúng rồi anh Long, chỗ tôi định còn thiếu tài nguyên. Anh cũng biết đấy, linh khí của trái đất đã cạn kiệt, chẳng có đồ tốt gì cả. Anh xem có thể cho tôi chút đồ tốt như linh thạch cực phẩm để tôi đột phá cảnh giới được không? Tôi biết chúng ta vừa mới hợp tác mà tôi đã mở miệng đòi những đồ tốt, quá thật là có chút đường đột, nhưng tôi thực sự hết cách rồi. Anh Long, nếu anh có thì giúp tôi với, còn nếu không có thì không sao, cứ coi như tôi chưa nói gì hết. Tôi thường nói thêm, cậu em Tô này, cậu nói cái gì thế? Không phải chỉ là tài nguyên tu luyện thôi sao? Anh đây sao lại không có chứ? Khuê Long khá hào phóng, trực tiếp lấy ra 5 viên pha lê long lanh từ trong vòng tay chứa đồ ra, rồi đưa cho Tô Thương. Đây là long tính sao? Tô Thương nhận lấy, rồi quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, bỗng bộc lộ ra vẻ mặt vui mừng. Không sai. Khuê Long gật đầu nói, đây là long tinh của long tộc tôi. Một viên long tinh bằng mấy vạn viên đá linh thạch thực cực phẩm đấy. 5 viên long tinh ẩn chứa linh khí này hoàn toàn đủ để cậu đột phá đến cảnh giới độ kiếp. Cái này tôi thương sợ Khuê Long đổi ý, vội vàng thu vào trong vòng tay chứa đồ, sau đó ngài ngùng nói, anh Long cảm ơn anh nhé, anh hào phóng quá đi, tiếc là tôi không có đồ gì tốt để đáp lễ lại cho anh. Cậu em Tô không cần khách sáo, chúng ta hợp tác không phải là để giúp đỡ lẫn nhau sao? Khuê Long vui vẻ cười nói, cậu cứ dùng thoải mái đi, chỗ tôi còn rất nhiều long tinh. Dù gì thì tôi cũng là thiếu tộc chủ của long tộc, lần này đến trên đất, long tộc đã kỳ vọng rất cao ở tôi, cho nên đã cho tôi không ít tài nguyên. Họ trông chờ tôi ở trái đất lớn mạnh
đến mức có thể chống lại được Viêm Lăng Tiên Đế. Khuê Lâm thành thật nói ra, một mình tôi cũng dùng không hết, tặng cho cậu chỗ này cũng không có vấn đề gì lớn cả. Mấy vị trưởng lão ở Long tộc mà biết cũng sẽ không trách đâu, bởi vì cậu đã từng là Huyền Thiên Tiên Đế mà. Nếu như bọn họ biết tôi dùng mấy viên Linh Long Tinh này, nếu có thể kết giao được với cậu, chắc chắn sẽ vui đến nỗi không ngậm được mồm cho mà xem. Khuê Lâm nói ra, lời này cũng không phải là giả. Tô Thường đã từng rất có tiếng tăm ở trong vũ trụ mênh mông, anh còn dám dùng tên gọi của tinh vực để đặt tên cho chính mình. Nếu không có thực lực như vậy thì làm sao mà làm được như vậy chứ. Sau đó Tô Thường nói chuyện với Khuê Long một hồi lâu, một vở kịch huynh đệ tình thâm được diễn ra. Cậu em Tô, tiện cho anh hỏi thăm một chút, đồ đệ tiện Xích Hồng Nguyệt kia có còn bị cậu giam trong tháp hư không nữa không vậy? Lúc này Khuê Long đột nhiên hỏi. Tô Thường dừng một chút, sau đó thành thật nói ra, anh Long, cô ta không ở trong đó nữa, cô ta rời đi rồi. Thật là đáng tiếc. Khuôn mặt Khuê Long tràn đầy sự tiếc nuối. Cậu em Tô, cậu không biết rồi đó, thân phận của Xích Hồng Nguyệt này không đơn giản đâu nha. Cô ta không phải người phụ nữ của Viêm Lăng Tiên Đế sao? Tô Thần đã biết hết, nhưng vẫn giả vờ giả ngu. Chưa chắc. Khuê Long nghiêm túc nói, từ khi nào mà Viêm Lăng Tiên Đế lại coi trọng phụ nữ như vậy chứ? Tôi đoán có thể cô ta là con gái của Viêm Long đó. Con gái Viêm Lăng Tiên Đế sao? Đúng. Khuê Long nói tiếp, lúc trước ở núi Phong Sơn, tôi cố ý đùa cợt với cô ta, chính là muốn tiếp cận cô ta một chút, xem cô ta có giấu giếm thủ đoạn gì hay không, hoặc là ép cô ta đến đường cùng để chính cô ta nói thân phận thực sự của mình. Nhưng cái tên chó má Phong Khê kia lại xuất hiện, còn dùng chùy tứ kim hủy đi lòng thành của tôi đến mức tôi không thể thăm dò thành công. Khuê Long tiếp tục nói, nhưng suy đoán của tôi chắc là đúng, khả năng cô ta chính là con gái của Viêm Lăng Tiên Đế. Cậu em Tô, không phải cậu đã giúp cô ta lại rồi sao? Sao lại thả cô ta đi vậy chứ? Khi nói đến đây, Khuê Long nhìn về phía Tô Thương. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tô Thương giang tay ra, bất đắc dĩ nói, con đàn bà thối đó có một vật chí bảo rất lợi hại, tên là Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh. Vật đó vô cùng mạnh, nếu như không phải thực lực cô ta quá yếu thì cũng không thể thúc đẩy được sức mạnh. Nó không chừng tôi còn bị cô ta giết rồi đấy. Tô Thương không giấu giếm mà thành thật nói, nhưng dù cho như thế thì cô ta vẫn có khả năng có thể đồng quy vu tận với tôi. Nếu như tôi không thả cô ta đi thì cô ta sẽ dùng Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh. Cái tên này nó dịch bị lộn sao? Đến lúc đó tôi và cô ta cũng tiêu đời. Tôi thương gượng cười, hết cách, tôi chỉ có thể mở tháp hư không để mặc cho cô ta rời đi. Đỉnh Vạn Vật Mẫu Khí, không biết hôm trước người dịch kia người ta dịch như thế nào, quên rồi. Chắc đỉnh Vạn Vật Mẫu Khí chứ ai mà Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh. Khuê Long nghe vậy bỗng giật nảy cả mình, không ngờ Viêm Lăng Tiên Đế lại đưa vật này cho Xích Hồng Nguyệt. Vậy thì không cần nói nhiều nữa, cô ta chính là con gái của anh ta rồi. Cậu em Tô, cậu có biết cô ta đi đâu rồi hay không? Chúng ta có thể bắt Xích Hồng Nguyệt, dùng cô ta để uy hiếp Viêm Lăng Tiên Đế. Không biết, tôi không dám hỏi. Tôi thấm lắc đầu nói ra, đáng tiếc thật đó. Khuê Long thể hiện sự tiếc nuối sâu sắc, sau đó chỉnh đốn lại bản thân. Nhưng vấn đề cũng không quá lớn đâu, chỉ cần cô ta vẫn còn ở trên đất thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp được thôi. Cậu em Tô, việc cấp bách bây giờ là bắt đầu khôi phục lại linh khí, đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu một tay. Khuê Long nói tiếp, còn nữa, đêm mai tôi sẽ tới canh chừng Phong Khê Thiết Gia, có tôi ở đây cậu yên tâm đi, kế hoạch của Viêm Lăng Tiên Đế chắc chắn sẽ không thành công. Bây giờ vẫn còn thời gian, tôi quay về chỗ ở điều chỉnh trạng thái một chút, cậu em tôi đi trước đây. Vừa nói xong, Khuê Long liền nhún người rời đi. Tôi thân nhìn theo bóng người đã biến mất của Khuê Long, khóe miệng liền nở một nụ cười giễu cợt. Hôm nay mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt chính thức của Tô Thương và Khuê Long. Lần trước ở núi Cửu Phong, anh ẩn náu trong bóng tối, không xuất hiện. Đương nhiên Khuê Long chưa từng gặp anh và Tô Thương cũng không hiểu rõ về Khuê Long. Hôm nay Khuê Long đột nhiên tìm tới cửa để hợp tác, chắc chắn Tô Thương sẽ không thổ lộ tâm trạng thực sự của mình với anh ta. Anh ta lại càng không tin tưởng lần hợp tác này mà chỉ là hợp tác cho có lệ mà thôi. Thế nhưng đồ tốt mà Khuê Long cho anh lại là thật. Long tinh này rất ít khi có được đó. Cho dù là ở Long tộc cũng bị thiếu hụt vô cùng, chỉ có các cao thủ mạnh của Long tộc sau khi trải qua nhiều tháng tạo hóa thì mới có thể ngưng tụ thành Long tinh. Khuê Long cho một lúc 5 viên Long tinh có thể coi như là hào phóng rồi. Cái tên Khuê Long này rốt cục là có ý gì chứ? Tuy mình không biết anh ta có mục đích gì, nhưng tình nghĩa cho mình Long tinh mình sẽ nhớ kỹ. Sau khi cân nhắc
Tô Tương tự lẩm bẩm. Nếu như ngày sau chuyện anh ta làm mà không quá đáng thì mình có thể suy nghĩ đến chuyện kết bạn với người này. Tô Tương không phải là người vong ân phụ nghĩa, không biết Khuê Long có mục đích gì, nhưng lòng tin có tác dụng rất lớn đối với Tô Thương. Khuê Long rộng lượng như vậy, Tô Thương đương nhiên phải ghi nhớ trong lòng. Nếu mọi thứ anh ta làm giống như anh ta nói, chỉ là vì đánh bại Viên Lâm Tiên Đế, hoặc là Khuê Long sẽ không làm chuyện gì gây hại cho trái đất, không gây sự với bạn bè người thân nào khác bên cạnh anh, thì Tô Thương sẽ đối xử thật lòng với anh ta. Nói đơn giản một chút, tuy lần này tiếp xúc với Khuê Long đa số chỉ là hợp tác cho có lệ, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc Tô Thương sẽ bộc bạch tâm tình với Khuê Long cả. Còn đến cuối cùng thái độ của anh ta đối với Tô Thương như thế nào thì phải xem biểu hiện sau này của Khuê Long. So sánh Long Tinh với những tài nguyên khác thì tốt hơn nhiều. Chắc là mình chỉ cần luyện hóa một viên Long Tinh là có thể đặt chân đến Nguyên Anh đỉnh phong. Tô Thương vừa nghĩ, trong nháy mắt một viên Long Tinh đã xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Tối mai chính là thời khắc mấu chốt để linh khí khôi phục, mình cần phải nắm bắt thời gian, tranh thủ đặt chân đến Nguyên Anh đỉnh phong. Sau khi hạ quyết tâm, Tô Thương liền bố trí một trận pháp phòng ngự để tránh bị quấy rầy, sau đó đột ngột vận chuyển cửu u trấn mục quyết. Còn Lý Nguyệt và Trương Thanh Thủy ở căn phòng sát vách bên cạnh bây giờ vẫn còn đang tu luyện, không hề phát hiện ra cuộc trò chuyện trước đó của Tô Thương và Khuê Long. Bởi vì khi Khuê Long xuất hiện, liền dùng thực lực hóa thành đỉnh phong, phong ấn không gian xung quanh lại. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không thể phát hiện ra. Cứ như vậy, ba người tách biệt ở gian phòng khác nhau, tự mình tu luyện. Cùng lúc đó, Tô Ma và Vương Phú Quý, hai người cuối cùng cũng tới được Giang Bắc. Ban đầu Tô Ma cũng bình thường, nhưng so sánh với Vương Phú Quý thì khá là hà khắc, thậm chí còn yêu cầu Vương Phú Quý đi bộ về phía Giang Bắc. Sau khi tận hưởng mô hình sinh ba là sao không hiểu. Tô Ma giống như có chút mở mang đầu óc, suốt ngày cám dỗ Vương Phú Quý vào quán bar. Hai ngày nay, dưới sự chỉ đạo của Vương Phú Quý, Tô Ma vừa đi vừa dừng, chỉ cần dừng lại giày vò một phen, đến mức bây giờ Tô Ma cũng có chút hư hỏng. Vốn dĩ tuổi tác ông ta đã cao, bây giờ hốc mắt lại càng sâu hoắm thêm, nét mặt già nua, nhìn thoáng một chút mệt mỏi phờ phạc, cơ thể như bị ai đó lấy mất hết sức sống. Cuối cùng cũng đến Giang Bắc. Tô Ma nhìn thoáng qua chốn đô thị xa hoa lộng lẫy, nói với vẻ mệt mỏi: đêm nay hãy tìm một chỗ nghỉ ngơi cái đã, ngày mai linh khí khôi phục trở lại thì không thể chậm trễ nữa. Sư phụ, nghỉ ngơi cái con khỉ ấy còn quen thuộc với Giang Bắc nhất, nhân viên quán nào cũng có tố chất, nhân viên quán nào cũng xinh đẹp, nhân viên quán nào cũng thủ đoạn bịp bợm, còn biết rõ một bộ. Vương Quý hưng phấn nói: đêm nay con sẽ dẫn người đến một chỗ tốt, đảm bảo người sẽ hài lòng im ngay. Tô Ma nghe vậy vô cùng nghiêm túc, giả vờ ngay thẳng, liếc nhìn Vương Phú Quý một cái, trầm giọng nói: còn suốt ngày nghĩ cái gì thế, linh khí khôi phục quan trọng như thế, đại chiến sắp đến rồi, sao có thể tham hưởng thụ được chứ. Vương Phú Quý, nếu con còn nói mấy chuyện không đứng đắn nữa thì đừng trách ta không nể tình, có ta đuổi con ra khỏi sư môn đấy. Tô Ma nghiêm túc nói. Được, Vương Phú Quý nghe vậy bỗng hoảng sợ, vội nói: sư phụ, con không nhắc đến nữa là được chứ gì, sau này con sẽ không nhắc đến quán bar trước mặt người nữa, con thề nếu như con nhắc lại con sẽ Tô Ma nghe thấy Vương Phú Quý muốn thề độc, trong lòng liền căng thẳng, vội vàng cắt lời: tuyệt đối không được nói như vậy, thật ra thỉnh thoảng nhắc đến thì vẫn được đó. Được rồi, con vừa mới nói con biết rõ quán bar ở Giang Bắc như là bàn tay, là thật sao? Tô Ma làm bộ không thèm để ý tới, tiện mồm hỏi: đương nhiên là thật à? Vương Phú Quý thành thật trả lời: từ nhỏ con đã lớn lên ở quán bar ở Giang Bắc chính là ngôi nhà thứ hai của con đó. Đến Giang Bắc, lúc đầu con muốn đưa người ghé qua quán bar tốt nhất một lát, nghe thấy người lời người nói, con mới như tỉnh mộng dậy. Vương Phú Quý nghiêm túc nói: sư phụ, người nói quá đúng luôn đó, con không thể tiếp tục ngu dốt như vậy nữa. Từ hôm nay trở đi, con muốn tránh xa các quán bar để làm một người có chí tiến thủ. Không nhất thiết phải như vậy đâu. Quán bar mà Vương Phú Quý nhắc đến, Tô Ma cũng có một chút hứng thú, thản nhiên nói: quán bar con vừa mới nói tới kia là nơi chính quy sao? sư phụ. Ai ngờ Vương Phú Quý nghe thấy lời này nổi nóng: người coi Vương Phú Quý con là người như thế nào chứ, sao lại hỏi con có chính quy hay không vậy? Dựa vào bản lĩnh của Vương đại thiếu gia con, quán bar chính quy con sẽ thèm đi sao? Không biết xấu hổ mà. Nếu để cho người khác nghe được lời nói này, chắc chắn sẽ tức đến nỗi đỏ mặt rồi chửi Vương Phú Quý không biết xấu hổ. Thế nhưng Tô Ma lại phấn khích, vừa nghĩ đến các em nhân viên xinh đẹp ở quán bar, trong lòng đã bắt đầu thấy ngứa ngáy.
Nhưng ông ta lại thay đổi chủ ý. Hai ngày nay bản thân đã di chuyển rất nhiều, cơ thể hết chịu nổi rồi, có lòng nhưng không có sức. Sư phụ, người không biết rồi đó, quán ba mà con nói là Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, chỗ đó mấy em nhân viên quá tuyệt vời, kỹ thuật phục vụ thì hạng nhất, lại còn xinh đẹp tuyệt trần, nhanh nhanh dìu ta qua đó. Vương Phúc Ý đang nói, ai ngờ lúc này Tô Ma đột nhiên nghiến răng thúc giục Vương Phúc Ý dẫn đường. Sư phụ, không phải người vừa nói muốn tìm chỗ nghỉ ngơi sao? Chuẩn bị đến đại chiến rồi, sao bây giờ lại bên trong quán bar cũng có thể nghỉ ngơi mà, đừng lãi nhãi cả ngày nữa, mau đưa ta đến Ngọc Chỉ Tiên Cảnh đi. Tô Ma gấp gáp không chờ Vương Phúc Ý nói tiếp. Sư phụ, sức khỏe của người ta rất khỏe, người đẹp khiến cho ta khoan khoái, con người một khi vui vẻ sức khỏe còn có thể kém được sao? Tô Ma nghiêm túc nói. Cái này Vương Phúc Ý còn muốn nói tiếp gì đó nhưng Tô Ma đã không kịp đợi mà kéo cậu ta đi luôn. Cứ như vậy cặp thầy trò đã đến nơi. Sau khi vào Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, Tô Ma vui sướng vô cùng, trực tiếp bộc lộ ra bản tính vốn có, liền biến thành một ông già háo sắc, cười kha kha khiến mấy em nhân viên ở quán bar giật bắn mình. Nếu như không phải vì Vương Phú Quý là khách quen của Ngọc Chỉ Tiên Cảnh thì chắc có lẽ là bảo vệ đã đuổi ông ta ra ngoài. Hôm nay chính thức là tin đã trọng sinh, là đuổi kịp bản dịch rồi đó. Ngày mai không biết ra được bao nhiêu đây.